Bài sẽ như thế nào? Chạm một lần. Đây bài hát tiếp tục. Đó, mình thấy không ạ? Bài tiếp tục rồi. Giảm âm lượng. Ấn hai lần để giảm âm lượng nhé. Đó. Ấn hai lần để giảm âm lượng, khá là nhạy, khá là nhạy. Tiếp tục ấn tăng âm lượng. Mọi người thấy không ạ? Thao tác khá là dễ dàng, thậm chí là AirPods cũng dễ dàng như thế này. Đó, có thể chỉnh khá là tiện lợi. Đó, mình sẽ chuyển bài hát. Đó, mình thấy không ạ? Bài hát đã chuyển rồi.